Kính thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời một người phụ nữ phải nói là so với đàn ông thì những người phụ nữ phải chịu khổ cực hơn rất nhiều. Nhất là khi sau khi lấy chồng, người phụ nữ phải gánh vác trên mình những việc, những công việc có thể nói là không có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một số việc của người phụ nữ làm sau hôn nhân có thể nói là rất cao cả và quý ở trong gia đình. Nhưng để được sống hạnh phúc, sống sung sướng, bắt buộc người phụ nữ phải trang bị cho mình những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với một nguyên tắc người ta gọi là bất di bất dịch. Người phụ nữ nào muốn sung sướng thì cần phải nhớ lấy và áp dụng nó trong đời sống. Đó là nguyên tắc 4, 3, 2 và 1. Vậy nguyên tắc này là gì? Tại sao chúng lại cần thiết ở trong cuộc sống? Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe, tìm hiểu, từ đó áp dụng vào trong cuộc sống của chính bản thân mình, giúp cuộc đời của chúng mình có thể sung sướng hơn, không phải khổ cực quá nhiều như những người phụ nữ thông thường khác nữa. Sau đây là nội dung chi tiết. Là phụ nữ nắm chắc nguyên tắc sống này thì cả đời rất sung sướng. Phụ nữ hiện đại và nguyên tắc 4, 3, 2, 1 để cuộc sống không còn gì phải hối tiếc. Cuộc đời phụ nữ có bốn việc không thể ngừng lại, ba điều không thể thiếu, hai người không phải chờ đợi và một điều cần lãng quên. Hãy nhớ lấy những nguyên tắc này để sống một cuộc đời không hối tiếc, oán hận. Phụ nữ hiện đại phải nắm chắc những nguyên lý này để không có một người đàn ông nào có thể làm khổ được bạn. Bốn việc không thể ngừng lại, không ngừng theo đuổi thứ mình thích. Phụ nữ nên nhớ, đừng vì bất cứ ai mà vội từ bỏ những đam mê hoài bão của mình. Hãy làm đi để bản thân không phải hối tiếc về sau. Hãy làm đi để biết bản thân mình cũng có thể làm được mà không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Không ngừng kiếm tiền. Kiếm tiền để có thể mua những thứ mình thích mà không cần ngửa tay xin ai. Kiếm tiền để tự do lựa chọn những bộ đồ đẹp mà mình yêu thích. Kiếm tiền để có thể tự nuôi sống mình. Đừng bao giờ xin xỏ và chờ đợi cái gật đầu đồng ý của đàn ông. Không ngừng khám phá. Hãy khám phá và học hỏi để sống tốt hơn. Dù còn nhỏ hay đã lớn tuổi, bạn cũng đừng dừng lại sự đam mê khám phá và học hỏi của mình. Ở ngoài kia còn rất nhiều điều thú vị. Phụ nữ cần phải trang bị cho mình nền tảng kiến thức sâu rộng để tự tin giao tiếp. Không ngừng phụng dưỡng cha mẹ. Báo hiếu là việc mà mỗi chúng ta phải làm. Đừng đợi đến khi có điều kiện rồi mới phụng dưỡng cha mẹ, mà hãy làm khi còn có thể. Bởi cha mẹ không thể đợi bạn hoài được, họ không còn đủ thời gian để nhìn bạn mãi vấp ngã. Ba điều không thể thiếu. Không thể thiếu ý chí. Phụ nữ hãy có ý chí mạnh mẽ để đương đầu với mọi việc. Phụ nữ hiện đại phải có ý chí cầu tiến trong sự nghiệp. Khi gặp khó khăn, đừng nản lòng, hãy bình tĩnh tìm hướng giải quyết tốt nhất. Đồng thời trong công việc, bạn cũng phải không ngừng cố gắng để được mọi người công nhận. Không thể thiếu tự tin. Bước ra đường hãy là người tự tin, nói chuyện rành rọt, đừng nhún nhường, sợ hãi bất cứ ai. Tuy nhiên, nói chuyện phải khôn ngoan và biết dừng đúng lúc, đừng khiến bản thân trở nên kém duyên trong mắt người khác. Không thể thiếu tiền. Trong túi bạn lúc nào cũng phải có tiền để chi tiêu, có tiền để làm đẹp, có tiền để mua những thứ mình thích. Có tiền để có thể kiêu hãnh và tự tin khi đối diện với người khác. Hai người không chờ đợi. Người đã bỏ rơi mình, người đã nhẫn tâm bỏ rơi mình ở một thời khắc khó khăn nào đó, bạn nên quên đi và đừng tiếc. Đừng mãi chờ đợi người đó mà khiến cuộc sống của mình chậm lại. Đừng mãi vấn vương quá khứ mà khiến mình phải cô đơn buồn tủi. Người đã quên mất lời hứa. Người đã quên thì bạn đừng nhớ làm gì. Đừng vì một lời hứa mà chờ đợi cả thanh xuân. Người hứa đã quên từ lâu, vậy bạn còn nhớ làm gì? Người hứa đã không còn đủ sức để thực hiện, thì bạn còn trông mong làm chi? Hãy quên đi cho nhẹ lòng. Một điều cần quên ngay, quên đi nỗi đau trong quá khứ. Người có thể quên được những nỗi đau trong quá khứ là người xứng đáng được hạnh phúc. Người có thể quên đi những nỗi đau hiện tại là người đáng được trân trọng. Hãy quên đi những thứ cần quên và chỉ nhớ những điều cần phải nhớ, phụ nữ ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, phụ nữ hay là đàn bà nói chung thường có tính là hay ghen.
sau khi có người yêu, sau khi lấy chồng, đó là bản năng của phụ nữ, của đàn bà. Bởi vì họ quá yêu, họ yêu thật lòng nên họ mới phát sinh ra tính ghen. Người ta nói rằng bây giờ cuộc sống hiện đại thời 4.0 rồi, người phụ nữ đánh ghen thì là không nên, mà chúng ta cần phải tập trung vào những điểm khác. Người ta gọi là đàn bà cao tay thì đánh ghen bằng ba cách này, chứ không còn dùng chân, dùng tay đánh đập giành xé nhau như ngày xưa nữa. Mời quý vị cùng chú ý lắng nghe để biết về ba cách cao tay chúng ta áp dụng vào trong cuộc sống để có tính hiệu quả hơn đối với những ông chồng, những người đàn ông của đời mình. Đàn bà cao tay chỉ đánh ghen bằng ba thứ này. Đàn bà cao tay vẫn đánh ghen đó nhưng không dùng nước mắt hay vũ lực. Với họ, chỉ có ba thứ này đủ sức mạnh để đánh bại đàn ông và nhân tình. Đàn bà cao tay vẫn đánh ghen đó nhưng không dùng nước mắt hay vũ lực. Với họ, chỉ có ba thứ này là đủ sức mạnh để đánh bại đàn ông và nhân tình. 1. Nhan sắc. Với đàn bà bị phản bội, đừng bao giờ lấy nỗi đau và nước mắt của bản thân để đánh ghen với kẻ khác. Đàn bà với đàn bà đừng xem ai tổn thương hơn, mà phải so ai quý trọng bản thân mình hơn. Nếu bạn chỉ là một người vợ phô trương nỗi đau của mình, thì dù là chồng hay nhân tình cũng chẳng thấy sợ. Bởi họ đã cố tình tổn thương bạn, thì còn gì để xót khi thấy bạn đau. Đàn bà phải đẹp, gặp kẻ phản bội mình thì phải càng đẹp hơn nữa. Đàn bà phải đẹp, gặp kẻ bội bạc mình thì càng phải đẹp hơn. Bạn có quyền đánh ghen, nhưng hãy đánh ghen bằng sắc đẹp. Lấy son phấn mà kiêu hãnh với nhân tình, lấy cuộc sống viên mãn hơn để chồng phải nể trọng. Khi bạn đã đẹp và sống tốt thì chẳng cần phải khổ đau vì ai. Đàn bà hơn nhau không phải ai giành được một gã đàn ông tệ bạc. Đàn ông tốt mình còn giữ, chứ đàn ông đã tệ rồi thì giành làm gì. Lúc đó đừng so mình thua kém nhân tình điều gì, chỉ cần khiến mình hạnh phúc xinh đẹp hơn. 2. Kiêu hãnh. Kiêu hãnh của người đàn bà bị phản bội chính là không bao giờ nghĩ mình đã sai, đã kém cỏi mà trách móc bản thân. Một khi chồng đã ngoại tình thì anh ta đã sai nhiều hơn đúng, còn bạn đã chịu thiệt nhiều hơn là có lỗi. Kiêu hãnh của người đàn bà có chồng ngoại tình chính là lấy vị trí làm vợ chính thức, là con dâu được cha mẹ chồng hỏi cưới tử tế để chẳng cần phải so bình với nhân tình. Kiêu hãnh với đàn bà bị phản bội vừa là vũ khí đối phó với người làm mình đau, vừa để bảo vệ tự trọng của riêng đàn bà. Một người vợ danh chính ngôn thuận không cần phải van xin ai, dù là chồng hay nhân tình. Một kẻ phản bội còn có gì để mình cần? Hay một kẻ không chính thuận có gì để mình xin? Đừng bao giờ là người vợ khóc lóc cầu xin chồng quay về. Nếu bạn không hề có lỗi thì sự níu kéo đó chẳng khác gì là tự hạ thấp chính mình. Bạn có thể cúi đầu để lau nước mắt cho chính mình, nhưng đừng cúi đầu trước người đã tổn thương bạn. Kiêu hãnh với đàn bà bị phản bội vừa là vũ khí đối phó với chính người làm mình đau, vừa để bảo vệ tự trọng của riêng đàn bà. 3. Hạnh phúc. Người ta hay nói đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, nhưng sai rồi. Đàn bà hơn nhau ở niềm hạnh phúc của chính mình. Bởi vậy, nếu muốn đánh ghen, hãy dùng hạnh phúc của bản thân để thắng. Đừng dùng nỗi đau hay bất hạnh. Hạnh phúc với đàn bà là bình yên tâm hồn, là không oán hận buồn tủi, càng không trách móc hờn ghen. Hạnh phúc với đàn bà là không nhìn vào những gì đã không còn xứng đáng, mà phải giữ chặt những điều tốt đẹp mình đang có và sẽ có. Hạnh phúc với đàn bà còn là tâm thế ung dung nhẹ nhàng, độc lập và rạng ngời. Đàn bà càng khôn ngoan càng chứng minh mình hơn nhân tình một cuộc sống mà cô ta không thể có. Với đàn bà, hơn bất kỳ người đàn ông nào, hạnh phúc là thứ khiến ai cũng phải ganh tị. Đàn bà hãy nhớ, một người đàn ông tệ bạc không bao giờ xứng đáng để đàn bà trở nên độc ác và tàn nhẫn với mình hay người khác. Đàn bà càng cao tay càng bị đánh ghen cay độc nhất chính là cứ xinh đẹp, hạnh phúc và kiêu hãnh nhất trước mặt chồng và nhân tình. Kính thưa quý vị và các bạn, xinh đẹp và tự tin là một trong số những phẩm chất cần có và mỗi phụ nữ nào cũng mong muốn có được ở trong đời mình. Xinh đẹp, tự tin, làm việc gì cũng dễ, làm việc gì cũng được thuận lợi, cư xử với chồng, với con, với bạn bè, gia đình
đều được hanh thông và như ý. Có một số điều đơn giản trong cuộc sống, phụ nữ tưởng chừng như là để bỏ qua, nhưng vô tình nó lại là những tác động to lớn giúp phụ nữ có thể xinh đẹp và tự tin hơn. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem những điều, những việc đơn giản phụ nữ cần phải làm trong cuộc sống để có thể được tự tin và xinh đẹp. Từ đó cuộc sống của mình được cải thiện, những mối quan hệ trong thâm tâm, tâm tư và tinh thần của mình được cải thiện lên. Sau đây là nội dung chi tiết. Phụ nữ muốn tự tin xinh đẹp, đừng quên những việc đơn giản này. Đã là phụ nữ thì đêm qua có khóc sướt mướt cả gối, sưng cả mắt, đầu bù tóc rối thì sáng hôm sau cũng phải son tô môi, trên người quần áo đẹp, xinh tươi bước ra khỏi nhà. Đã là phụ nữ thì đêm qua có khóc ướt cả gối, sưng cả mắt, đầu bù tóc rối thì sáng hôm sau cũng phải son tô môi, trên người quần áo đẹp, xinh tươi bước ra khỏi nhà. Người ta thường nói phụ nữ có ba việc nhất định không thể ngừng được là học hỏi, xinh đẹp và kiếm tiền. Giới hạn của người phụ nữ không nằm ở tuổi tác hay yêu cầu của người khác. Phụ nữ muốn tự tin xinh đẹp, đừng bao giờ quên những việc đơn giản này mỗi ngày. 1. Đừng quên tô son khi ra khỏi nhà. Phụ nữ không tô son ra ngoài luôn mang hai thông điệp. 1. Là bạn không tôn trọng người nhìn. 2. Là bạn không yêu thương bản thân. Đã là phụ nữ thì phải đẹp để người khác nhìn, phải yêu thương bản thân để ý thức mình xinh đẹp và quyến rũ hơn. Phụ nữ có thể thiếu bất cứ thứ gì, nhưng nhất định phải có một cây son trong túi. Hãy luôn có một cây son mà chỉ cần tô lên, bạn sẽ tự thấy mình đẹp và tự tin hơn. Đó không chỉ là cách bạn làm đẹp bản thân, mà còn khiến mình tự tin và tìm niềm vui trong việc làm đẹp. Phụ nữ không tô son ra ngoài luôn mang hai thông điệp. 1. Là bạn không tôn trọng người nhìn. 2. Là bạn không yêu thương bản thân. 2. Chỉnh chu và xinh đẹp. Phụ nữ quyến rũ không cần phải sành điệu, thời trang cá tính. Chỉ cần bạn biết để tâm đến vẻ bề ngoài, gọn gàng và chỉnh chu là đủ để tự tin và xinh đẹp. Với đàn ông, phụ nữ chỉ cần gọn và thơm, vậy là đủ khiến họ xao xuyến. Cuộc sống không hẳn là ưu ái phụ nữ đẹp, nhưng nếu bạn có thể khiến mình đẹp hơn, bạn sẽ có nhiều cơ hội hơn. Một người phụ nữ có nội hàm và cả bề ngoài đẹp thì chẳng bao giờ thiếu tự tin được. Đẹp tâm hồn không khó, đẹp bề ngoài lại càng dễ dàng nếu bạn muốn. Bởi thế, phụ nữ hãy bỏ hết những suy nghĩ như thổi son này quá đắt tiền hay bộ váy này quá nổi bật không hợp với bạn. Đừng ngại bỏ tiền để bạn đẹp hơn vì sẽ luôn xứng đáng cho sự tự tin và xinh đẹp mà bạn có. 3. Mua cho mình một cặp kính mát tốt. Một cặp mắt kính có khả năng chống tia UV vừa giúp bảo vệ đôi mắt vừa cho bạn sành điệu hơn. Đây vừa là phụ kiện có tính thực tiễn, vừa là vật dụng thời trang mà phụ nữ nào cũng không thể thiếu. 4. Không quên xịt nước hoa khi ra ngoài. Nước hoa trên người mỗi phụ nữ sẽ tạo một mùi hương riêng biệt. Đó là mùi hương tạo nên đẳng cấp và dư vị đức riêng của phụ nữ. Và khi tìm được mùi hương yêu thích, bạn sẽ tự tin hơn trước mặt người khác, hoặc bạn có thể tận dụng mùi hương từ kem dưỡng da. Nhưng đừng để mùi hương quá trên người, dễ gây cảm giác khó chịu với người khác. 5. Không ngừng học hỏi. Phụ nữ không ai thắng nổi thời gian. Phụ nữ hơn nhau không chỉ ở nhan sắc mà còn ở nội hàm. Phụ nữ có thể lớn tuổi, không còn đẹp, nhưng không thể kém hiểu biết. Bởi thế, dù là ở độ tuổi nào, bạn cũng phải không ngừng học hỏi. Hãy hiểu những gì bạn học hỏi đều thể hiện ở dung mạo và khí chất của bạn. Phụ nữ đã đẹp rồi thì càng phải khiến mình giàu có kiến thức hơn. Đàn ông có thể thích phụ nữ đẹp và chắc chắn không muốn sống cả đời cùng người phụ nữ kém hiểu biết. Phụ nữ đẹp được ưu ái, nhưng phụ nữ vừa đẹp vừa có kiến thức lại càng được nể trọng. 6. Có một công việc ổn định. Phụ nữ cần tình yêu nhưng sẽ cần tiền hơn. Đàn ông không thể lo cho phụ nữ cả đời, chỉ có công việc mới nuôi sống phụ nữ cả đời. Phụ nữ khôn ngoan là phải học cách làm việc như đàn ông. Nếu bạn chỉ mong vì bản thân là phụ nữ mà được ưu ái, thì không bao giờ có thể độc lập trong công việc và cuộc sống. Quan trọng là phải có một công việc ổn định, có niềm đam mê và không ngừng cố gắng. Chỉ khi có thể tự kiếm ra tiền, có khoản tiết kiệm riêng, phụ nữ mới không xem đàn ông là tất cả. Phụ nữ cần tình yêu nhưng sẽ cần tiền hơn. 7.
tự thưởng cho mình những điều xứng đáng. Đừng tiếc tiền thưởng cho mình một chiếc váy đắt tiền hay món trang sức xinh đẹp. Bạn kiếm tiền để bản thân hạnh phúc trước, nhưng đừng quên điều đó, phụ nữ vốn đã thiệt thòi. Nếu bạn không yêu mình trước thì không có ai có thể yêu thương bạn. 8. Hãy luôn là chính mình. Phụ nữ đẹp không phải là vì trên người có chiếc váy người khác mặc đẹp. Phụ nữ chỉ đẹp khi là chính mình, chọn những gì phù hợp nhất với bản thân. Một khi bạn trở thành một người khác thì không bao giờ bạn tự tin là mình đẹp được. Không phải phụ nữ đẹp mới tự tin, phụ nữ tự tin mới là phụ nữ đẹp. Bởi thế, bạn đừng ngại chọn những gì mình thích, tự tin với những gì mình muốn, sau đó cứ ngẩng cao đầu, bước đi trên đôi giày cao gót của mình thì chẳng bao giờ mờ nhạt trong mắt ai được.